năm 1975, bà Ngô Đình Nhu đã trao tặng bức tượng Đức Mẹ đặt tại cửa biển Dương Đông với ước muốn Mẹ ban ơn bình an cho ngư dân mỗi lần ra khơi về lòng. Quả thật, từ khi có mẹ đứng đó, ngư dân vùng này luôn bình an. Sau năm 1975, chính quyền cho buộc di dời tượng mẹ đi nơi khác và hiện tại đã đưa mẹ đặt tại nhà thờ An Thới, Phú Quốc. Từ lúc tượng mẹ rời cửa biển Dương Đông, nơi này lại thường xảy ra tai nạn. Người dân tin rằng vì nơi đây vắng bóng mẹ là người luôn che chở con cái của mình trong bình an. Tại nhà xứ An Thới, trên tượng có những vết rong rêu, tuy nhiên khuôn mặt mẹ vẫn luôn sáng không tì vết. Hiện tại tượng mẹ đang đặt trong sân nhà thờ Dương Đông. Từ cửa biển Dương Đông đến nhà thờ An Thới và trở về nhà thờ Dương Đông, ước mong những nơi mẹ đến luôn là dấu chỉ của sự bình an, luôn ở với con cái của mình tại vùng đảo trù phú và tuyệt đẹp này trong quá khứ, hiện tại cũng như tương lai. Kính thưa quý vị và anh chị em, mẹ đã ở đó được hơn 40 năm. Nay giáo dân Dương Đông kiệu mẹ về khuôn viên nhà thờ giáo xứ Dương Đông. Sự kiện về mẹ được nhiều người chứng kiến và kể lại. Lúc mẹ được đặt tại dinh cầu, ngư dân trước khi ra biển khấn xin điều gì đều được chuyến ra khơi như ý. Lúc mẹ gặp nạn, cha cố Du Xe Phượng đã phải dâng thánh lễ và khấn xin đưa mẹ về An Thới mới được mẹ đồng ý, vì trước đó không cưa hay xe nào tới gần được mẹ. Khi về An Thới, rất nhiều giáo dân và khách viếng thăm đến viếng và đọc kinh cầu nguyện với mẹ đều được mẹ soi sáng và được như ý. Giao thừa năm 2011, mẹ đã hiện ra với giáo dân xứ đảo trong ánh sáng pháo hoa tại dinh cầu. Mẹ hiện ra ngay bục đặt mẹ năm xưa. Vì vậy, mẹ ơi, dù mẹ ở đâu, xin mẹ vẫn luôn soi sáng và thương cho con dân biển đảo Phú Quốc thân yêu mẹ nhé.